Chào mọi người, hôm nay mình với mẹ mình đi ra vườn hái cái bắp chuối. Mời mọi người cùng xem mình sẽ làm gì với cái bắp chuối này nha. Không. Anh chưa tôi dạy mà tôi dạy như dễ. Được không? Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo nha.
Bye bye mọi người.